Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá và khuyến mãi của các dòng điện thoại của hãng Vivo các bạn ha. Thì cùng xem ngay những ngày đầu tháng 9 này Vivo có những khuyến mãi gì đặc biệt không các bạn ha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào một con máy rất là cao cấp của Vivo, đó là Vivo X50 với giá là 12.990.000. Vivo X50 này thì hiện tại thì các bạn mua sẽ được giảm giá ngay 1 triệu và bảo hành được 18 tháng chính hãng các bạn, cộng góp 0% lãi suất luôn. Giảm 1 triệu tức là nó còn 11.990.000. Đây, Vivo X50 của chúng ta. Chiếc máy rất là khủng của Vivo. Rất là đẹp các bạn, rất là mỏng luôn. Rất là mỏng và đẹp ha. X50 cộng 4 camera phía sau. Cái SIM thì nằm phía dưới các bạn ha. Rồi, con Vivo X50 này hiện tại thì có màn hình là 6,56 inch Full HD LED các bạn. Nó chạy con chip Qualcomm là 738 nhân, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB. 4 camera phía sau với camera chính là 48 megapixel, camera selfie 32 megapixel và pin 4200mAh các bạn. Con này thì hiện tại nó có 3 màu các bạn ha, màu đen, màu xanh và màu xám. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có con Vivo V19 với giá là 8.990.000. Con này các bạn mua sẽ được giảm ngay 700.000 từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9, cộng góp 0% lãi suất, miễn phí bảo hiểm. 8.990 giảm 700 thì còn 8.290.000 các bạn. Đây, Vivo V19, một chiếc máy khá là bóng bẩy với camera selfie kép các bạn ha. Rồi, Vivo V19 này hiện tại thì nó sử dụng con chip Qualcomm 7128 nhân, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB các bạn ha. Camera chính 48 megapixel, 4 camera. Camera selfie kép các bạn, một camera chính 32 megapixel và một camera phụ 8 megapixel. Pin 4500mAh và có hỗ trợ sạc nhanh luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có con Vivo V19L với giá là 7.690.000. Thì các bạn mua sẽ được giảm 700.000, trả góp 0% lãi suất, miễn phí bảo hiểm. Đây, Vivo V19L, một phiên bản thu gọn của Vivo V19. Con này thì mang camera selfie, phía trước thì kia có một cam thôi các bạn ha. Một cam này rất là nhỏ, thiết kế rất là nhỏ, rất là gọn. Vivo V19L. Thì con Vivo V19L này nó cũng sử dụng con chip Qualcomm, nhưng mà Qualcomm 675, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB, 4 camera phía sau, camera selfie 32MP, pin 4500mAh là có hỗ trợ sạc nhanh, 4500mAh có hỗ trợ sạc nhanh các bạn ha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có con Vivo Y50 với giá là 6.290.000. Các bạn mua sẽ được giảm 500.000 từ ngày 11 đến ngày 13, cộng góp 0% lãi suất. Cái con này thì hiện tại nó sử dụng một chip Qualcomm là 6658 nhân, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB các bạn. Camera phía sau thì 4 camera ha, với camera chính 13MP, camera selfie là 16 và pin 5000, nhưng mà con này đáng tiếc là nó không có hỗ trợ sạc nhanh. Đây, Vivo Y50 thiết kế cũng rất là đẹp và bắt mắt đây các bạn. Có con Vivo Y30 với giá là 4.490.000. Cái con này các bạn mua sẽ được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB, pin 5000 và không có hỗ trợ sạc nhanh. Vivo Y30, một phiên bản thấp hơn của Vivo Y50 các bạn. Cũng là cụm 4 camera phía sau ha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có con Vivo Y20, một máy rất là mới của Vivo đây. Giá là 3.990.000. Đang có hot sale giảm được 300.000 từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9. Con này thì hiện tại nó sử dụng con chip Qualcomm là 4608 nhân, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB các bạn ha. Pin 5000 mà cũng không có hỗ trợ sạc nhanh luôn. Camera thì chúng ta sẽ có 3 cộng 3 camera phía sau thôi các bạn. Đây, cộng 3 camera phía sau ha. Đây, giá là 3.990, giảm được 300 còn 3.690. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có con Vivo Y11 giá là 2.990.000.
khi bạn mua sẽ được hiện tại con này không có chương trình khuyến mãi các bạn. Nó sử dụng con chip Wacom là 439 8 nhân, RAM 3GB bộ nhớ trong 32GB ha. Pin 5000mAh và không có hồi trợ sạc nhanh luôn. Cộng hai camera phía sau. Rồi, tiếp theo thì chúng ta cuối cùng ở đây là chúng ta sẽ có con Vivo Y1S giá là 2.690.000. Con này thì hiện tại nó sử dụng con chip MediaTek B35, RAM 2GB bộ nhớ trong 32GB, pin 4030mAh. Đây, Y1S. Rồi thì mình vừa giới thiệu cho các bạn sơ lược về giá và khuyến mãi của các dòng điện thoại của hãng Vivo các bạn ha. Các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ phản hồi các bạn là sao. Bye bye.